Xin chào quý chị và bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản sang đặc biệt, bản Philip 2024. Thì trong video này thì em sẽ review qua một chút về chiếc Tucson này. Thì đầu tiên ở phần đầu xe thì sẽ có những cái cải tiến so với phiên bản cũ là hệ thống đèn xi nhan này. Anh chị có thể thấy đèn xi nhan thiết kế luôn là có hai cái điểm sáng rất là nổi trội, và hệ thống đèn pha cốt thì vẫn như vậy. Pha cốt này thì là có chóa phản xạ LED thì cũng rất là sáng. Cái điểm cản trước thì cũng là sơn được sơn nhám thay vì cái là cùng màu thân xe như phiên bản cũ. Cái lưới tản nhiệt thì vẫn được trang bị, đó là sơn bóng. Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động thì đặt lệch so bên này một chút, thì tránh trường hợp là ép biển sẽ vào giữa cái kiểm soát hành trình của SCC. Phần la răng thì cũng có một chút thay đổi, kích thước thì vẫn vậy nhưng mà sẽ có những cái điểm phay xước trông thể thao và cá tính hơn, to bản hơn thì nhìn nó sẽ khỏe khoắn hơn. Thì gương chiếu ngoài thì vẫn như vậy thôi, vẫn được tích hợp cái công nghệ cảnh báo điểm mù trên gương và có camera 360 độ tại nắm cửa cùng màu thân xe vẫn vậy. Về phần đuôi xe đi thì cũng có một chút thay đổi về cản sau. Cản sau thì cũng là được sơn đen rồi là làm nhám. Hệ thống cảm biến được nâng cấp thưa quý anh chị. Cảm biến thì sẽ có thêm hai cảm biến ở bên hông bên ngoài nữa, thì nó sẽ cảnh báo cái cảm biến lùi chuẩn hơn cho quý anh chị. Đấy, phiên ở đằng trước cũng vậy, nó thêm hai cảm biến nữa. Đó. Về phần nội thất thì cơ bản thì sẽ được nâng cấp một số cái điểm như là hệ thống màn hình giải trí, màn hình đa thông tin sẽ được nâng cấp to hơn và kéo dài liền mạch. Ở đây chúng ta sẽ có màn hình kích thước là 12,3 inch so thay vì màn hình là 10,5 inch như phiên bản cũ. Đó. Ở trên phiên bản đặc biệt này thì hệ thống cần điều cái bảng điều khiển ở giữa cũng thay đổi này, rồi hệ thống vô lăng. Đây là chiếc vô lăng của xe. Vô lăng thì cũng thay đổi phần logo mới của Hyundai Tucson. Loa thì vẫn vậy thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chỗ học để đồ cũng được thay đổi này. Đó. Cần số thì vẫn vậy, chế độ lái thì cũng vẫn vậy thôi. Có một cái điểm thay đổi nữa thì là trên phiên bản dầu và turbo thì nó sẽ có những cái thiết kế mới gần như là phiên bản đặc biệt này. Về cái giá bán thì hiện tại Tucson bên em có 4 phiên bản, vẫn là 4 phiên bản bản xăng tiêu chuẩn. Xăng tiêu chuẩn thì hiện tại thì được bán với giá là 769 triệu. Phiên bản xăng đặc biệt thì là 859 triệu. Và phiên bản dầu đặc biệt thì là 989 triệu. Và phiên bản xăng turbo thì là 979 triệu. Quý hàng quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp, thì em sẽ báo giá khuyến mại và những chiếc xe lịch về cũng như là những cái màu xe sẵn giao. Hiện tại bên em đang có chương trình hỗ trợ là giảm 50% lệ phí trước bạ cũng như tặng phụ kiện cho quý khách hàng. Đó. Quý khách hàng có thể là mua xe này với hình thức trả thẳng và trả góp. Trả góp thì hiện tại bên em có hỗ trợ 80% giá trị xe. Thời gian vay tối đa là 8 năm, lãi suất thì cực kỳ ưu đãi, có nhiều mức gói lãi suất phù hợp với cả cái hồ sơ của khách hàng. Ví dụ anh chị có thể là lấy gói lãi suất bây giờ ưu đãi nhất của nó sẽ là rơi vào khoảng là 7,5-8% cố định trong vòng 3 năm đầu. Đó. Nội thất của xe thì nó vẫn là nội thất màu đen. Nội thất màu đen giống các cái phiên bản cũ. Chúng ta sẽ có thêm những cái dán nẹp bậc chân này. Đấy, hoặc để bậc giảm chân rất là thể thao và cá tính. Đó. Hàng ghế thứ hai thì cũng được trang bị thêm cái mình dán này, rồi cửa gió điều hòa vẫn được trang bị như vậy. Thì về cơ bản thì Felix thì nó chỉ nâng cấp một chút như vậy, còn giá thành có thể đẩy lên cao hơn một chút. Nhưng mà quý khách hàng có thể quan tâm thì bọn em sẽ đưa ra cái ưu đãi tốt nhất cho quý khách hàng. Thì quý anh chị quan tâm đến chiếc Hyundai Tucson thì xin lòng liên hệ một số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.